Dạ Vườn Mai chết chiều bông, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em về vườn mai con quay cho cả nhà mình xem cái lô mai giảo ghim đây cả nhà. Thì đây là cái loại mai mà vườn em đã nói chung là hạt ương á, là có sự chọn lọc cả nhà. Loại này em bao giống giảo bông đẹp cho chúng ta là từ 80% đi lên ha. Thì cả nhà biết rồi, cái này là của vườn nhà làm luôn nha. Đó, em làm ngay chỗ chích chè ba nè cả nhà. Đó, mai này cho nên là nó gõ nguồn gốc ha. Cho nên là của vườn em làm ha. Em bao bông cho chúng ta là bông đẹp giảo từ 80% trở lên nha. Cả nhà nhìn nè, số lượng thì em còn tầm khoảng 30.000 cây. Hôm trước á, thì em bán 12.000 một cây, không có bao phí vận chuyển cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì em có chương trình cho khách hàng như chúng ta. Hôm nay nếu chúng ta lấy từ 50 cây trở lên, bên em sẽ bao phí ship cho chúng ta luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đi qua dài dài để cho chúng ta xem cái cây nó như thế nào nha cả nhà. Và đặc biệt cái lô mai em làm á, vườn em làm á, thì cái thoát thân nó rất là thấp. Cây thì nó cũng có cành nhánh nha cả nhà. Nói chung là cây rất là đẹp. Em sẽ nhổ một số cho cả nhà mình cùng xem. Đó, đây, trời ơi, cả nhà nhìn cái cây nè, rất là đẹp ha. Nói chung là chúng ta trồng tán thông cũng được cả nhà. Còn rễ ha, rễ xử lý đây. Đó, đây là cái lò xo ba mắt nè. Đó ha, rễ rất là đa dạng, đủ kiểu hết cả nhà. Rồi đây, đây là gì đây? Bí nữa nè cả nhà, bí 3-4 muối ha. Bí 3-4 muối, đó, đây ha. Lô này rễ rất là đẹp cả nhà. Cái này là do vườn em làm cho nên là mấy cô quấn rễ rất là đẹp luôn ha. Đây, đó, bí 3-4 muối luôn, nhóc muối hết trơn luôn nè cả nhà. Đó ha, thì cái cây này nó cao tầm khoảng 50 xăng cả nhà, 40-50. 40-50 là em tuyển cái hàng mập như thế này để giao cho chúng ta nè. Đó, đây ha, nè cây cành nhánh nè cả nhà nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, đây nè, rễ cũng rất là đẹp. Nó có sự chọn lọc cả nhà cho nên là cả nhà yên tâm ha. Vừa cây đẹp nè, rễ đẹp nè, rồi bông cũng đẹp luôn. Giá thì là 12.000 một cây. Cả nhà nhìn nè, trời ơi, vườn em làm rất là cành nhánh nè ha. Thích hợp cho chúng ta tầm tán hông luôn, mà bộ rễ cũng tương đối đẹp luôn cả nhà. Đó, đủ kiểu hết, quấn đủ kiểu hết. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, cây thì rất là mập, bằng đầu đũa ăn đi lên. Chiều cao của nó là từ 50 xăng ha, 50 xăng đi lên cả nhà. Em tuyển mấy hàng lớn lớn như thế này để giao cho khách nè. Đó, cả nhà nhìn cây nào nó cũng có nhánh hết, rễ nè. Đó, nếu mà chúng ta lấy 50 cây trở lên thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đó, nếu mà ai lấy 30 cây thì em vẫn gửi, nhưng mà hàng đó thì chúng ta trả tiền ship phụ giúp em nha. Đó, cả nhà nhìn cây nè. Đó, cây cành nhánh nè cả nhà, rất là đẹp luôn, bông đẹp luôn ha. Loại này trồng thì chúng ta chơi bông luôn, khỏi cần phải ghép lại nữa ha. Đó, đây cành nhánh nè cả nhà nhìn nè, cây rất là tốt, mập lù luôn đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, ai thích cái loại mai giảo ghim bông đẹp này thì xin hãy alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.